Thông tin về quá trình thử nghiệm vaccine Nanocovax, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược Quân sự, Học viện Quân y cho biết, kết quả ban đầu đánh giá vaccine Nanocovax rất an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch tốt. Đến nay, nhóm nghiên cứu của chương trình đã tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 giai đoạn 1 trên hơn 40 tình nguyện viên ở cả 3 nhóm liều 25mg, microgram, 50mg microgram và 75mg qua theo dõi sức khỏe các tình nguyện viên đều ổn định, tinh thần hoàn toàn bình thường. Theo báo cáo của đơn vị sản xuất vaccine, sau tiêm mũi 1, 2 trên 3 tình nguyện viên có sốt nhẹ và đau tại vị trí tiêm nhưng đều hết sau 24 giờ, trường hợp còn lại không có bất kỳ phản ứng nào. Sau tiêm, các tình nguyện viên được lấy mẫu máu 3 lần cách nhau 7 ngày để nhóm nghiên cứu đánh giá khả năng sinh miễn dịch và trung hòa virus. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe tình nguyện viên thêm 6 tháng, 1 năm để đánh giá kháng thể có duy trì bền vững hay không và tồn tại bao nhiêu lâu. Nghiên cứu đã đi được hơn nửa chặng đường giai đoạn 1 nên nhóm nghiên cứu đang xử lý dữ liệu, gửi hồ sơ đạo đức lên Bộ Y tế nhằm xác định liều phù hợp cho giai đoạn 2. Nhiều khả năng giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam sẽ bắt đầu ngay sau Tết Nguyên đán và duy trì hai mức liều